Cú lẹt chính xác vừa rồi của Trần Quang Lộc đã khiến cho vùng mắt của Hàn Quốc đã để thua Trần Quang Lộc tại giải đấu của One Championship. Bây giờ là Grand Brown. Vấn đề bây giờ chỉ là thời. Thành viên của câu lạc bộ võ đường Liên Phong, Trần Quang Lộc sinh năm 1989 với chiều cao 1m74 và sải tay là 174 cm. Lý Tiểu Long đến từ câu lạc bộ Quyền Anh Quan Yong Hui, Hoài An, Giang Tô. Anh sinh năm 2002 với chiều cao 1m8. Và chắc chắn họ sẽ mang đến cho chúng ta những hiệp thi đấu vô cùng ấn tượng, đầy kịch tính và đầy bất ngờ. Và thưa quý vị, ở góc đài xanh, võ sĩ Lý Tiểu Long nặng 69 kg. Và ở góc đài đỏ, võ sĩ Trần Quang Lộc nặng 70 kg. Và cùng chào đón thượng đài Lý Tiểu Long. Quá nhiều điều để chúng ta chờ đợi, không làm mất thời gian của quý vị nữa. Ngay bây giờ, xin được giới thiệu trọng tài điều khiển trận đấu, trọng tài đài Ngô Viết Phú. You guys know the rules? No elbow when your opponent on the ground, okay? And no spine attack from here to the, okay? Let's go. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng sức hút của trận đấu này thực sự là điều mà chúng ta khiến cho tất cả mọi người phải chờ đợi đến thời điểm này để có thể theo dõi trận đấu diễn ra giữa Trần Quang Lộc và Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long rất trẻ, năm nay mới 21 tuổi mà thôi. Còn Trần Quang Lộc thì đã là một võ sĩ rất dày dặn kinh nghiệm rồi. Thực sự ở Lộc, điều mà chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ nhất chính là anh thực sự chơi võ chứ không còn là đánh võ nữa. Trần Quang Lộc là một võ sĩ có lối thi đấu cực kỳ đa dạng với sự kết hợp của nhiều đòn thế, nhiều trường phái khác nhau. Một cú left hand chính xác vừa rồi của Trần Quang Lộc đã khiến cho vùng mắt của Lý Tiểu Long đã bị ửng đỏ. Sự tự tin đã cho thấy Trần Quang Lộc sử dụng đúng miếng đánh sở trường của Lý Tiểu Long để thực hiện trận đấu này, bắt nhịp trận đấu này. Một cú body kick, sau đó là một cú left hand chính xác. Bây giờ thì vùng mặt của Lý Tiểu Long đã bị tổn thương. Cú spinning back kick thứ hai được tạo ra bởi Lý Tiểu Long, tuy nhiên nó đã không trúng đích. Hơn một phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và phần nào chúng ta đang thấy ưu thế nghiêng về phía Quang Lộc. Về phía Lý Tiểu Long thì có thể thấy anh đã thể hiện được sự nhanh nhẹn cũng như là sức trẻ của mình, nhưng rõ ràng là Quang Lộc vẫn đang chơi cực kỳ tỉnh táo. Quá tỉnh táo thì đúng hơn. Anh gần như bắt được mọi hoạt động của đối phương của anh bây giờ.
Một tình huống takedown thành công khi mà Quang Lộc đã nhận thấy đối phương đang giật lùi. Đó là thời cơ cho Trần Quang Lộc. Đó là miếng đánh sở trường của Trần Quang Lộc. Khi mà đã takedown được đối phương thành công thì rất nhiều những đòn khóa xiết được Quang Lộc tạo ra. Ông vua Tham Minh Việt Nam đang có được lợi thế trên lồng bát giác. Rất nhiều những thông số được liệt kê về Lý Tiểu Long, nhưng đó là ở bộ môn kickboxing. Võ sĩ đã từng tham gia và đã có được 2 chiến thắng ở giải đấu chuyên nghiệp One Championship diễn ra tại Trung Quốc, nhưng đó là chỉ là bộ môn kickboxing. Ở đây, ở Việt Nam này, Trần Quang Lộc mới là ông vua MMA. Đang là một lợi thế dành cho Trần Quang Lộc. Lúc này thì Lộc vẫn đang chiếm lợi thế trước đối phương và anh đang tìm cách để có thể dứt điểm trận đấu. Lên màu, và bây giờ là một tình huống mà Trần Quang Lộc sẽ không bỏ qua. Quá mạnh, Quang Lộc quá mạnh trong những tình huống như thế này. Tiểu Long vẫn chưa thể thoát ra. Như đã nói thì Lý Quang Lộc là võ sĩ quá mạnh ở trong những tình huống khóa xiết như thế này. Tất nhiên là hôm nay Quang Lộc còn có một lợi thế rất lớn, đó là sự cổ vũ của các khán giả, các cổ động viên đang có mặt ở nhà thi đấu Tây Hồ. Và mọi chuyện lúc này thực sự đang rất thuận cho võ sĩ của Việt Nam chúng ta. Không có nhiều võ sĩ, nếu như không muốn nói là chưa có võ sĩ nào có thể thoát ra trong những tình huống lên mao như thế này của Trần Quang Lộc. Không dưới 2 võ sĩ đã trải qua những thất bại trước Trần Quang Lộc. Thậm chí là có một võ sĩ của Hàn Quốc đã để thua Trần Quang Lộc tại giải đấu của One Championship. Bây giờ là Ground and Brown. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian với Lý Tiểu Long mà thôi. Trọng tài có can thiệp hay không? Cuối cùng thì trọng tài đã can thiệp khi mà Trần Quang Lộc đã có rất nhiều những tình huống có thể dứt điểm được trận đấu. Như đã nói, khi mà đã lên mao thì đã Trần Quang Lộc đã lên mao rồi thì sẽ không có một cơ hội nào cho những đối phương nằm ở dưới. Lý Tiểu Long biết thừa điều này. Tuy nhiên, trước một võ sĩ MMA hàng đầu Việt Nam, biểu tượng trong làng MMA Việt Nam, thì Lý Tiểu Long có lẽ anh không nghĩ là mình có thể nhận một thất bại submission sớm như thế này. Việc xin lỗi các bạn, đó không phải là một chiến thắng submission, đó là một chiến thắng knockout bằng kỹ thuật. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Trần Quang Lộc trong trận đấu này. Việc trọng tài đài quyết định dừng trận đấu là hoàn toàn hợp lý. Lý Tiểu Long đã phải mất hơn 1 phút để có thể đứng dậy trở lại sau khi dính một liên hoàn đòn đến từ Trần Quang Lộc. Và đây rõ ràng là một chiến thắng rất xứng đáng cho võ sĩ của Việt Nam. Và chúng tôi tin rằng lúc này rất nhiều quý vị đang muốn nói lời chúc mừng với Trần Quang Lộc. Một tràng pháo tay to hơn nữa được không ? Một chiến thắng knockout kỹ thuật dành cho Trần Quang Lộc. Và lúc này tôi rất muốn hỏi Trần Quang Lộc một câu. Bạn cảm thấy như thế nào ngay lúc này khi mà giành một chiến thắng knockout kỹ thuật? Lần đầu tiên em cảm ơn tới ban tổ chức, ban khán giả, sư phụ và team của em. Và cái điều mà em vui nhất là em vượt qua được bản thân em, chứ không phải là thắng bạn Lý Tiểu Long. Tuyệt vời, thưa quý vị, đây là một trận thi đấu giao hữu, đó là nét đẹp của tinh thần trượng võ. Và một tràng pháo tay nữa dành cho Lý Tiểu Long. Và chúng ta sẽ được công bố người thắng cuộc ở trận đấu này. Một chiến thắng knockout kỹ thuật, võ sĩ ở góc đài đỏ Trần Quang Lộc. Một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta